của anh Hiền đã đến xin mời anh đầu họ quý vị đưa họ đạo trong một Gia Lai đến trước bàn linh để làm lễ viếng tang. Thôi là qua cái quán. Xin giới thiệu là lễ sang Thượng Hầu Thanh, Thượng Hầu Thanh, trưởng ban gia quán họ đạo khai mạc cho họ đạo Trung Hậu Gia Lai cùng quý vị trong đoàn đã đến trước bằng linh và đang làm lễ viếng tang. Vậy anh mời Trung Định vô luôn đi. Mời Trung Định. Trung Định á. Do anh lễ sanh đầu cư sở đạo Ngọc Phê Thanh đã đến trước bằng linh và làm lễ viếng tang. Thuộc về cơ sở Độc Công Tâm cùng phái đoàn đã đến trước bằng linh. Xin giới thiệu gia đình biết. Ủa mình cho khách trước rồi, để khách rồi trong tính nhà sau. Khách có cái cơ sở đạo ban nghi lễ ban chính Diên Phú. Cái tên đọc cái gì đấy em coi thử. Cái tên này nè, tên ban nghi lễ đó. Ban nghi lễ đó, cái gì? À, tổ nghi lễ. À, anh mời đấy coi như hả? Không, ở Gia Lai. À, tổ nghi lễ. Ban nghi lễ. Sao cơ sở đạo Công Tâm Nguyễn Tàng mời tổ nghi lễ. Xin mời tổ nghi lễ của ban chánh đạo ở Gia Lai đến trước tinh sàng để viếng tang. Có rồi, phải chắc là mời khác đây rồi. Anh vô giúp cho em năm đơn vị. Quý vị là trong lúc chờ đợi của tổ nghi lễ của ban chánh đạo thuộc thành phố Gia Lai đến viếng tang thì chúng tôi xin mời các họ đạo của họ đạo Thanh Quang, họ đạo Quảng Hòa, họ đạo Trung Biểu, họ đạo Nam Trung Hòa và đã chưa đến viếng tang tiếp tục chúng ta đến trước
bằng linh để viên đan, trong đó có hào đỏ từ quan, xin kính mời. Thưa quý vị, là do cái tình cảm hiện giờ là trước Bình Linh là có họ đạo Trung Hòa do lễ sanh Thái Mùi Thanh và lễ sanh Thương Long đã đến làm lễ điêu tàn. Dạ, xin mời tiếp đến thì mời họ đạo Quảng Hòa do lễ sanh Quỳnh Phùng và lễ sanh Đỗ Hương Loan đến trước Tùng Linh để làm lễ chúng ta. Dạ, thưa ai là anh Quỳnh Phùng. Hiện giờ là các bần linh là họ đạo Quảng Hòa do lễ sanh Huỳnh Phùng và lễ sanh Đỗ Hương Loan đang quỳ trước bần linh. Sau lễ sanh của lễ điếu can của Quảng Hòa thì mời lễ sanh Nam Trung Hòa do lễ sanh Thái Mùi Thanh và lễ sanh Hương Long dẫn cùng phái đoàn đến trước bần linh để làm lễ điếu can. Trung Hòa viếng tang, trong đó có lễ sanh Thái Mùi Thanh và lễ sanh Hương Long. Lê Hương Long đang làm lễ viếng tang. Sau lễ viếng tang của họ đạo Trung Hòa, xin mời họ đạo Trung Biểu do đạo huynh Chánh Thiền Sự Đỗ Biểu Anh tha mạc cho họ đạo Trung Biểu đến trước bần linh để làm lễ viếng tang. Linh biểu, chúng ta chính là linh biểu. Dạ, cái đây là linh biểu. Linh biểu. Dạ, linh biểu. Để tiếp đến mời họ đạo Từ Quan được thử quyền của
tha lấy thành tha quảng thành đến trước bình minh để làm lễ đi ta. Hiện giờ trước bằng linh là chúng ta thấy rằng sự ủy quyền của lễ sanh Thái Quảng Thanh đã đến họ đạo Từ Quang đã đến làm lễ chúng ta. Thưa quý vị, là xe làm lễ chiếu tang rồi, chuẩn bị đưa lên kiểu đi. Các họ đạo thuộc khu vực Bình Định đến trước là linh sàng để làm lễ điếu tang. Thưa quý vị, tại khu vực tỉnh Bình Định có 8 cái họ đạo Trung Nhân, họ đạo Trung Tâm, họ đạo Trung Bình, họ đạo Trung Văn Minh Đài, họ đạo Nhật Linh Đài, họ đạo Trung Hội, Trung Mỹ và họ đạo Châu Lâm Đài. Xin mời đến trước bàn linh để chúng ta làm lễ chiếu tang. Cũng là ngoài. Và mời các họ đạo 8 đơn vị của họ đạo của Bình Định đến chúng ta cùng chân thương và cúng một lần để thời gian không còn nữa. Thưa quý vị, là trước khi đưa tang, chúng tôi xin mời quý quan khách cùng tất cả các họ đạo về tại cơ sở đạo của các kinh gần đây cách chừng 100 mét để dùng cơm trưa, xem chúng ta sẽ đưa tang. Sau các họ đạo trong khu vực Bình Định chúng ta rồi, xin mời cơ sở đạo địa phương các tinh đến trước bàn linh để làm lễ điếu tang. Quỳ các họ đạo một người không hết. Giờ đến là quý vị nào chưa làm lễ chiếu tang, hiện giờ là họ đạo Nhật Linh Đài và họ Công Hảo đã đến trước bằng linh và đang làm lễ chiếu tang. Rồi xin mời chuẩn bị cơ sở đạo các kinh là nơi địa phương của giá hữu Thái Hiền Thanh cư ngụ, nhiều tình cảm, nhiều thân thiết đã đến chuẩn bị làm lễ tiếp tang. Ban trị sự của xã đạo các kinh tiến đến trước linh sàng để làm lễ tiếp tang.
anh Tốn đi lễ đi đâu mất tiêu, ông Phước dẫn đâu thôi. Cô Phương